Xin chào tất cả các anh chị. Panh làm video này để giới thiệu với tới các anh chị về một sản phẩm mà nó sẽ cung cấp một loại chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối với cơ thể chúng ta, tuy nhiên lại rất dễ thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày, và đó chính là chất béo omega 3. Thương hiệu mà Panh luôn luôn tin dùng đó chính là thương hiệu Nutrilite, là một thương hiệu số 1 trên thế giới về thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đến từ Hoa Kỳ. Và nội dung trong video này Vanh xin lần lượt chia sẻ như sau. Đầu tiên đó chính là về vai trò của chất béo omega 3 đối với cơ thể chúng ta, cũng như là nguy cơ chúng ta sẽ bị thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày. Thứ hai đó chính là thành phần công dụng của sản phẩm chất béo omega 3 đến từ thương hiệu Nutrilite. Và cuối cùng đó chính là những cái ưu điểm vượt trội, cái lợi điểm, hay là tại sao chúng ta lại nên lựa chọn cái sản phẩm omega 3 từ Nutrilite và những cái lưu ý chúng ta sử dụng sản phẩm. Nói đến chất béo thì đa phần chúng ta, ai trong chúng ta cũng đều rất là sợ, đúng không ạ? Và vì sợ nên là chúng ta sẽ ăn rất là ít. Thậm chí có nhiều người thì loại hẳn chất béo ra khỏi thực đơn hàng ngày của mình. Chính vì vậy mà chúng ta rất là dễ bị thiếu hụt. Và khi bị thiếu hụt thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì vai trò của omega 3 đối với sức khỏe chúng ta là như thế nào? Có thể nói omega 3 là một loại chất béo tốt, rất là quan trọng cho sức khỏe tổng quát của cơ thể chúng ta. Đặc biệt đó là sức khỏe của tim, sức khỏe của não bộ, của làn da, của mắt và sự linh hoạt của các khớp. Thì chất béo omega 3 gồm các axit béo như là EPA và DHA mà chúng ta nghe quảng cáo rất là nhiều, đúng không ạ? Bên cạnh đó nó còn có axit béo ALA, chúng ta ít nghe đến hơn. Thì DHA là một cái axit béo cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nên màng tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh ở mắt và ở não. DHA thì chiếm tới 40% chất béo không bão hòa DHA trong não bộ. Chính vì vậy nếu như chúng ta mà bị thiếu hụt omega 3 thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của não bộ và làm chúng ta sẽ khó tiếp thu được kiến thức. Đối với làn da thì chất béo omega 3 giống như là một cái chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp làm mềm da. Bổ sung omega 3 thì nó sẽ bù đắp được cái sự thất thoát chất béo ở trong da, từ đó phục hồi những cái làn da khô. Và nếu như mà bị thiếu hụt thì làn da chúng ta dễ bị khô ráp và nhanh lão hóa, dễ xuất hiện tàn nhang hay đồi mồi. Còn đối với sức khỏe tim mạch thì chất béo omega 3 sẽ giúp ổn định nhịp tim, điều hòa huyết áp, làm bền vững thành mạch, từ đó hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta. Và nếu thiếu hụt thì sẽ gây ra một số những cái vấn đề về tim mạch. Thì như vậy là chúng ta vừa biết đến một vài những cái vai trò chính của chất béo omega 3 đối với cơ thể chúng ta. Vậy thì liệu chúng ta có cung cấp đủ omega 3 trong bữa ăn hàng ngày hay không? Thì với những người mà sợ chất béo thì rõ ràng là chúng ta nguy cơ thiếu hụt rất là cao. Bên cạnh đó thì nói đến cái chất béo tốt, đa phần mọi người sẽ nghĩ đến là các cái loại dầu thực vật, ví dụ như là dầu đậu nành, dầu ô liu, hay là các cái hạt như là hạt óc chó, hạnh nhân, thì có rất là nhiều omega 3, đúng không ạ? Tuy nhiên thì omega 3 đến từ thực vật nó là ở dạng axit béo ALA, còn omega 3 đến từ động vật, đặc biệt là các loại cá béo như là cá thu, cá cơm, cá mòi, vân vân, thì các cái loại cá này sẽ cung cấp axit béo EPA và DHA. Hai loại axit béo này vào trong cơ thể chúng ta thì được cơ thể chúng ta trực tiếp sử dụng. Còn chất axit béo ALA khi mà vào trong cơ thể chúng ta thì cần phải được chuyển hóa. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ chuyển hóa nó không được cao. Từ ALA sang EPA chỉ 20%, còn từ ALA sang DHA là có 4% thôi. Như vậy là tỷ lệ chuyển hóa rất thấp. Chính vì thế mà omega 3 đến từ cá béo, đến từ động vật, đúng không ạ? Thì nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều việc chúng ta bổ sung từ thực vật. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là một tuần chúng ta nên cung cấp khoảng 3,5 gram omega 3, tương đương với việc là chúng ta nên ăn 200 gram cá béo. Tuy nhiên thì
Theo thống kê trên toàn cầu, trung bình người lớn chúng ta chỉ cung cấp khoảng 31 gram cá béo một tuần thôi. Như vậy là chúng ta biết là chúng ta sẽ thiếu hụt omega 3 rất là nhiều, đúng không ạ? Còn đối với cái bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta ăn nhiều thịt heo, mà thịt heo thì lại cung cấp ít omega 3. Và chúng ta sử dụng cái lượng cung cấp vào nạp vào cái lượng omega 6 cũng khá nhiều. Omega 6 thì cũng là axit béo thiết yếu của cơ thể mà cơ thể chúng ta cũng không tự tổng hợp được. Omega 6 thì có nhiều trong các cái loại dầu dầu thực vật, trong trứng sữa hay là thịt gà, thịt bò. Thì omega 6 nếu như chúng ta cung cấp nhiều thì nó sẽ tăng cái thuộc tính gây viêm trong cơ thể chúng ta. Còn omega 3 thì nó lại là thuộc tính kháng viêm. Và chính vì vậy các cái chuyên gia dinh dưỡng người ta khuyên rằng chúng ta nên hạn chế bớt omega 6 và tăng cường omega 3 để làm sao mà khi vào cơ thể chúng ta cái tỷ lệ omega 3 và omega 6 tối ưu là 1:1. Đó là cái nguy cơ thiếu hụt. Vậy thì các anh chị xem lại xem trong thực đơn hàng ngày chúng ta ăn đã đủ omega 3 hay chưa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm Salmon Omega 3 từ Nutrilite. Đây là một cái sản phẩm mà sẽ cung cấp cái lượng omega 3 chúng ta bị sẽ nguy cơ thiếu hụt trong cái bữa ăn hàng ngày. Và sản phẩm nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được cái sức khỏe tổng quát, đặc biệt là giảm cholesterol máu, giúp hỗ trợ tim mạch, làm đẹp da, hỗ trợ cho sức khỏe của mắt cũng như là xương khớp. Thì thành phần của sản phẩm là gồm 60% dầu cá hồi và 40% dầu cá thu, cá mòi và cá cơm. Vậy thì ưu điểm của sản phẩm là gì? Hay là tại sao chúng ta nên lựa chọn sản phẩm này? Thì có thể nói ưu điểm vượt trội của sản phẩm Salmon Omega 3 từ Nutrilite được gói gọn trong 3 từ. Đó chính là sự tinh khiết, sự tươi mới và chất lượng. Đầu tiên nói đến sự tinh khiết thì đây là một cái sản phẩm mà có chứa những cái hỗn hợp được chiết xuất từ các loại cá được khai thác bền vững từ những cái vùng biển sạch nhất trên thế giới hiện nay, đó chính là vùng biển của Na Uy và của Peru. Và khai thác bền vững ở đây tức là vừa khai thác mà chúng ta phải bảo vệ môi trường lâu dài tại nơi đây. Đó là về độ tinh khiết. Về sự tươi mới thì như các anh chị biết là axit béo không bão hòa thường là dễ bị oxy hóa khi mà tiếp xúc với oxy và gây ra và hình thành những cái phân tử mới không có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy để hạn chế cái vấn đề này, nhà sản xuất đã tinh chế cái sản phẩm này trong cái môi trường điều kiện môi trường chân không để hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc sản phẩm với ánh sáng cũng như là không khí. Bên cạnh đó thì việc bổ sung thêm 30 IU vitamin E thì chính là cái chất mà chống oxy hóa tự nhiên cho sản phẩm. Và đặc biệt cái quá trình mà chiết rót nguyên liệu vào cái viên nó được hoàn tất trong vòng 72 giờ, từ đó sẽ giúp cho cái sản phẩm đạt được cái độ tươi mới cao nhất. Thì cuối cùng đó chính là về chất lượng sản phẩm. Thì sản phẩm dầu cá omega 3 từ Nutrilite có thể nói là đạt vượt mức tiêu chuẩn của ngành và được các cái tổ chức uy tín trên thế giới chứng nhận. Đó là Hội đồng về dinh dưỡng, tổ chức toàn cầu về EPA và DHA cũng như là tiêu chuẩn chất lượng dầu cá của Tổ chức Y tế Thế giới. Sản phẩm còn đạt cái giấy chứng nhận về thực hành sản xuất tốt GMP. Trong mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất thì sản phẩm đều phải trải qua những cái kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, và tổng cộng là sản phẩm sẽ phải trải qua 25 cái kiểm nghiệm khác nhau và mỗi 30 phút thì lại có một cái kiểm tra chất lượng. Đặc biệt thành phẩm, mẻ thành phẩm thì cũng tiếp tục lại được một bên thứ ba kiểm tra chất lượng để đảm bảo sản phẩm đạt được cái chất lượng cao nhất, cái độ tinh khiết cao nhất để vượt qua được cái tiêu chuẩn của ngành. Sản phẩm thì không có chứa chất tạo màu, hương liệu nhân tạo cũng như là chất bảo quản. Như vậy thì với những cái lợi ích nhưng mà sản phẩm mang lại, những cái ưu điểm vượt trội cũng như là uy tín đến từ thương hiệu thì sản phẩm Salmon Omega 3 của Nutrilite Vanh đã lựa chọn sử dụng cho bản thân và gia đình từ nhiều năm nay để bảo vệ sức khỏe và cũng đã giới thiệu cho rất là nhiều bạn bè cùng sử dụng. Một số những cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm này đó là chúng ta nên cung cấp từ 1 đến 3 viên một ngày và tốt nhất là ngay sau bữa ăn chúng ta nên
nên sử dụng ngay sau bữa ăn. Đối tượng sử dụng thì là người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên mà có nhu cầu bổ sung thêm omega 3. Với trẻ dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cũng như là người đang điều trị bệnh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Sản phẩm thì chúng ta bảo quản tốt nhất là nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp vào. Như vậy là Vanh vừa chia sẻ với các anh chị toàn bộ về cái sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3. Vanh xin phép kết thúc phần chia sẻ của mình tại đây. Chúc cho các anh chị có thêm được cái kiến thức cũng như là được có thêm được cái sự lựa chọn thông minh để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video lần sau. Xin cảm ơn.